Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy ngày 16 tháng 12 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại khép lại tuần giao dịch bằng một phiên giảm mạnh, giảm hơn 16 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ giảm là 0,81%. Hiện tại đứng ở vùng giá 2019,79 đô la Mỹ trên ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày trước giờ đóng cửa phiên này, mức cao nhất là 2015,67 đô la Mỹ và mức cao nhất là 2044,96 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng mạnh, giao dịch ở mức 102,59 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, giao dịch mức 42.200 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xuống giảm, giao dịch ở mức 3,915% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng nhẹ khép lại tuần này ở mức 71,79 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Sau khi giao dịch đi ngang trong nửa đầu tuần, giá vàng trên thị trường thế giới tăng mạnh trong phiên ngày thứ tư sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và cuộc họp báo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Jerome Powell. Các thông tin được đưa ra cho thấy rằng việc tăng lãi suất tiếp theo không được xem xét trong năm nay và Fed dự kiến cắt giảm 75 điểm cơ bản trong năm 2024. Với cuộc khảo sát vàng tuần mới nhất của hãng tin Kiko News cho thấy, phần lớn các nhà đầu tư vẫn đang kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi các chuyên gia phân tích thị trường đang nghiêng về nhận định giá vàng đi ngang. Ngược lại, theo Chủ tịch Azenday Asset Management, ông Azenday cho biết giá vàng có thể giảm trong thời gian tới. Và vị chuyên gia này nói thêm rằng, tôi tin là sẽ có một đợt giảm giá trong tuần tới, nhưng xu hướng dài hạn sẽ là tăng. Một năm sau, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, hãy kiên nhẫn. Nhận định theo chiều ngược lại, ông Adam Burton, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại Forex Line cho biết, mọi thứ ông thấy đều đang hướng tới giá vàng cao hơn trong tuần tới. Fed đang xoay chiều, đồng bạc xanh đang giảm và các yếu tố mùa vụ đã hỗ trợ cho vàng, theo vị chuyên gia này nói. Trong tuần này, trong số 12 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát vàng, có 3 chuyên gia, tương đương 25% cho rằng giá vàng cao hơn trong tuần tới. 3 chuyên gia phân tích khác dự đoán giá vàng sẽ giảm, trong khi 6 chuyên gia còn lại chiếm 50% có quan điểm trung lập với vàng trong tuần tới. Trong khi đó, với 594 người tham gia cuộc thăm dò trực tuyến, hầu hết tiếp tục duy trì triển vọng lạc quan về vàng, với 379 người, tương đương 64% kỳ vọng vàng sẽ tăng trong tuần tới, 120 người khác, tương đương 20% dự đoán giá vàng thấp hơn, trong khi 95 người còn lại tương đương 16% có quan điểm trung lập với triển vọng ngắn hạn của kim loại quý này. Trong khi những người tham gia thị trường tiếp tục phân tích các dự báo kinh tế cập nhật của Fed, sự kiện rủi ro lớn nhất đối vàng trong tuần tới là dữ liệu lạm phát chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE mới nhất được công bố vào ngày thứ Năm, cùng với con số chính thức về GDP quý 3 của Mỹ. Nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt theo chỉ số PCE ưa thích của Fed, điều đó có thể thúc đẩy hình thành một lộ trình cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn. Theo chuyên gia phân tích cấp cao CV của Kiko dự đoán giá vàng sẽ bị giới hạn phạm vi giá trong tuần tới, nhưng với xu hướng dài hạn vẫn là tăng. Ở một thông tin khác, ngày hôm qua, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới FPD Gold Trust đã mua vào 2,02 tấn vàng, nâng lượng vàng nắm giữ lên 879,69 tấn. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Trong bối cảnh thị trường hiện nay, giữa bất động sản, chứng khoán, cổ phiếu và một số kênh đầu tư khác, thì vàng vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn nhất bởi các ưu điểm nổi trội như thanh khoản tốt, tài sản chống lạm phát hữu hiệu, giữ giá ở mọi nền kinh tế. Được các thông tin dự báo thị trường vàng trên thế giới, những ngày qua nhiều nhà đầu tư vàng trong nước đã băn khoăn đặt ra câu hỏi có nên rút tiền tiết kiệm để mua vàng dự trữ hay không. Theo chị Minh Hằng, 45 tuổi, tại Long Biên, Hà Nội, một trong những nhà đầu tư lâu năm cho biết, trong năm 2023 và các năm tới đây, chị không nhìn thấy tiềm năng của các kênh đầu tư khác như bất động sản hay là lãi suất từ các ngân hàng, nên chị muốn chuyển sang đầu tư vàng. Chị Minh Hằng tính toán cuối năm khi mà tiền gửi tiết kiệm ở ngân hàng đến hạn tất toán sẽ lấy 1/3 hoặc là một nửa quay sang mua vàng đầu tư, phần còn lại cũng chỉ gửi tiếp kỳ hạn ngắn, chờ diễn biến mới. Theo dự báo của các chuyên gia trong nước và thế giới, giá vàng trong năm 2024 sẽ còn tăng cao. Do vậy, vàng đang là kênh đầu tư mới được tôi quan tâm lúc này, theo chị Minh Hằng chia sẻ. Đưa ra lời khuyên đối với các nhà đầu tư, các nhà phân tích trong nước khuyến cáo số tiền đầu tư vào vàng là tiền nhàn rỗi và chỉ đầu tư khoảng 1/3 số vốn hiện có và phải đầu tư trong thời gian dài ít nhất là 6 tháng. Quay trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên chiều nay, mặt hàng vàng miếng cũng như là vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác hiện tại thì đều duy trì trong xuống giảm nhẹ.
Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 73,35 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74,37 triệu đồng trên lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với mặt hàng vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 73,35 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74,35 triệu đồng trên một lượng, cũng giảm 150.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán. Đối với mặt hàng vàng nhẫn bột số 9 tại công ty này đã được mua vào mức 60,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 61,85 triệu đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bột số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Với giá nhẫn bột số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 60,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 61,95 triệu đồng trên lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ căng hàng thương mại hiện tại đang đứng ở mức 24.040 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.410 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.550 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.650 đồng trên đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vào 7.335.000, bán ra 7.435.000, giảm 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.335.000, bán ra 7.437.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 7.340.000, bán ra 7.440.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 7.340.000, bán ra 7.440.000. Doji Hà Nội mua vào 7.320.000, bán ra 7.440.000, tăng 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Phú Quý SJC mua vào 7.330.000, bán ra 7.430.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.340.000, bán ra 7.428.000, giảm 10.000 ở chiều mua, giảm 17.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 7.340.000, bán ra 7.420.000, giảm 10.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.350.000, bán ra 7.430.000. Ngân hàng TP Gold mua vào 7.320.000, bán ra 7.440.000, tăng 10.000 ở chiều bán ra, chiều vào không có thay đổi. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.350.000, bán ra 7.452.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này vẫn duy trì xuống giảm, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đến 1.060.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.335.000, bán ra 7.437.000. SJC Huế mua vào 7.332.000, bán ra 7.437.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.335.000, bán ra 7.435.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.335.000, bán ra 7.437.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào mức 7.333.000, bán ra 7.437.000. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại vẫn duy trì trong xuống giảm, giảm trong khoảng từ 62 đến 150.000 đồng trên một lượng, hay giảm trong khoảng 6.200 đến 15.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhận bột số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 6.080.000, bán ra 6.185.000. Nhận bột số 9 loại nửa chỉ, mua vào 6.080.000, bán ra 6.195.000. Vàng bốn số 9 mua vào 6.070.000, bán ra 6.155.000, giảm 15.000 ở chiều vào chiều bán ra với ba loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.964.1000, bán ra 6.094.1000, giảm 14.800 ở chiều vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 4.431.7000, bán ra 4.631.7000. Vàng 14K mua vào 3.403.7000, bán ra 3.603.7000. Vàng 10K mua vào 2.381.9000, bán ra 2.581.9000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị.